Xin chào các bạn, tiếp theo chúng ta sẽ sang phần nhân bản đối tượng. Các bạn tạo cho mình một một cái đối tượng bất kỳ nhé. Các bạn về công cụ di chuyển này. Để nhân bản đối tượng thì các bạn sẽ giữ phím Shift. Các bạn kéo ra, thả ra. Thì đây là nhân bản đối tượng. Chúng ta có hai cái chế độ chính, copy và dạng instant nếu là nhân bản đối tượng ở dạng copy này thì các bạn chọn số lượng nhân bản lên đây, Ví dụ chọn hai đối tượng nhân bản này, các bạn ok, đó nó sẽ nhân bản ra thành hai đối tượng. Tiếp theo mình sẽ nhân bản đối tượng ở dạng insert, thì các bạn chọn insert này, chọn hai cái nhé. thì copy ở hai dạng này nó khác gì nhau? đối với cái dạng nhân bản ở dạng copy này khi mà chúng ta thay đổi cái đối tượng gốc về chiều dài chẳng hạn thì những cái dạng nhân bản ở dạng copy nó sẽ không thay đổi theo còn những cái dạng nhân bản ở dạng instant thì nó sẽ thay đổi theo cái này đối với khung cảnh lớn thì nó khá là quan trọng các bạn thấy là mình nhân dạng ở dạng copy thì nó sẽ chiếm dụng bờ dớ nhiều hơn như là hdd và ram này thời gian kết xuất ảnh nó cũng lâu hơn còn nếu như copy ở dạng instant thì nó sẽ chiếm rất ít bộ nhớ RAM và thời gian render thì nó cũng sẽ ngắn hơn đó, các bạn phải phân biệt giữa hai cái loại copy này nhé ngoài ra để mà nhân bản theo một cái khoảng cách nhất bất kỳ này thì chúng ta phải nhân bản tại chỗ trước rồi sau đó di chuyển nó ra để nhân bản tại chỗ thì các bạn ấn phím Ctrl V hoặc là vào phần Edit này Đấy, chúng ta nhân bản tại chỗ này ấn phím Ctrl V Ví dụ mình sẽ xóa hết đi nhé Để cái nhân bản tại chỗ này Mình sẽ ấn phím Ctrl V Đây thì nó sẽ hỏi là nhân bản tại chỗ ở dạng copy hay insert Để copy nhé Thế như vậy là nó đã có hai cái đối tượng được nhân bản và nó bị trùng nhau Thì làm sao để biết được đối tượng bị trùng ạ Thì cách thứ nhất là chúng ta sẽ di chuyển như này Chọn và di chuyển ra thì mới biết là trùng Cách thứ hai là các bạn quét chọn vật thể và ở phần phía dưới này nó sẽ hiện lên là hai vật thể đang được chọn thì suy ra là ở đây nó sẽ có hai vật thể trùng nhau hoặc là đè lên nhau mà mình không thấy nó hoặc là các bạn quét chọn như này rồi nhìn sang cái phần layer bên này thì thấy cũng có hai đối tượng ở đây này Đó. thì thấy cũng có hai đối tượng được chọn ở đây thì suy ra là có hai đối tượng bị nhân bản tại chỗ thì để nhân bản theo khoảng cách thì các bạn sẽ vào Move Tool này, chọn di chuyển theo khoảng cách. Ví dụ mình muốn nhân bản theo một vật thể ở đây và cách cách 100 m các bạn ấn vào 100 này. Đó. Đây là cách để nhân bản theo khoảng cách. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhân bản theo xoay cũng được. Thì các bạn chọn vào xoay này. Các bạn giữ shift đó. chọn và xoay thì nó cũng sẽ hiện ra hai cái chế độ là copy và instant thì các bạn chọn copy nhé đây mình sẽ nhân bản theo ra hai đối tượng nữa chẳng hạn để ấn ok đó hay scale cũng vậy ấn phím r để nhân bản này. các bạn nhân bản theo trục x và copy ra hai đối tượng thì nó sẽ nhân bản để nhân bản ra nhân bản ra thành nhiều đối tượng và ở dạng scale đó thì cái việc nhân bản này thì các bạn thấy là nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái tâm của chúng ta do cái tâm này ở đâu thì nhân bản nó sẽ phóng ra theo chiều đó thì để cài được cái chỉnh sửa được cái tâm này của vật thể chọn vật thể muốn chỉnh sửa tâm này các bạn kích vào phần Hierarchy này, Đấy, nó sẽ có một phần là điều chỉnh pivot, có nghĩa là điều chỉnh cái tâm ấy. Các bạn kích vào effect pivot only, đó. Bây giờ chúng ta sẽ cài được cái tâm của nó. Đấy, ví dụ mình muốn tâm vào điểm này chẳng hạn, mình sẽ kích hoạt chế độ bắt điểm và di chuyển cái tâm này đến Đấy, đến cái điểm mà mình muốn xét vị trí tâm của nó sau đó các bạn kích vào effect pivot một lần nữa để kết thúc lệnh Đấy, như vậy là chúng ta đã được cái tâm ở vị trí đó để reset để reset tâm về vị trí ban đầu thì các bạn chọn vật thể này chọn di chuyển này kích vào effect pivot và chúng ta có cái chế độ là reset pivot đây đó. các bạn kích vào reset pivot thì nó sẽ về cái tâm ban đầu đó, để kết thúc lệnh thì các bạn ấn vào Effect Pivot. Đó là cách để chúng ta điều chỉnh một tâm của một vật thể bất kỳ.